gì nổ ra? Ôi, da, một buổi sáng thật là đẹp trời. Hy vọng hôm nay sẽ có nhiều khách nè. Trời ơi, cái trời, ở đâu ra vậy này trời? Tức quá mà. Hai con chào gì nụ? Chào cái gì mà chào? Hai đứa phá đúng không? Đâu có đâu gì. Tụi con có biết đứa nào dán gì vẽ bậy lên tường nhà vậy không? Đâu, bọn con không biết đâu. Bọn con mà biết là bọn con cho bọn nó một trận rồi. Trời tức quá, cái hình gì đâu không à? Bây giờ sáng sớm gì chưa có chuẩn bị gì hết trơn hết trọi rồi khách khứa tới nó không biết sao mà lau chùi dọn dẹp đứa đứa thiệt tình luôn á. Hay là bây giờ dì cứ làm gì thì làm đi, để con lau mấy cái tấm bảng xong rồi con chùi mấy cái tường cho. Con làm hả? Dạ thì tại vì là con nhớ lại cái vụ trồng cây hôm trước, con cũng sai nên là hôm nay con muốn sửa lỗi với dì. Con tốt bụng ghê luôn á. Thiệt ra cái hôm trước mà dì làm vậy là tại vì dì muốn tốt cho mấy đứa thôi. Cái gì đúng là dì xử đúng, hiểu không? Dạ. Mày bây giờ con làm cho dì hả? Dạ vâng, vậy dì cứ làm đi. Con làm cho dì đi rồi dì pha trà sữa hai đứa uống ha. Yeah. Cái đây sao nãy giờ không nói gì vậy con? Uống không? Dạ uống. Ừ rồi, uống. Làm giúp dì nha. Dạ dạ. Giỏi lên. Anh bảo này, bây giờ em qua nhà gọi chị Việt Thi với chị An qua đây cho anh. Nhưng mà tại sao em phải qua nhà cậu? Cứ qua đi, lát anh nói, nghe chưa? Nhanh lên. À, ông Nguyên hả? À, tới rồi. Dì nè. Ừ. Dì nụ kia tụi em có chuyện gì không? Dì nụ đang định nhờ mọi người ấy trang trí lại cửa tiệm cho nó đẹp hơn. Nhưng mà dì nụ kêu... Dì nụ kêu cái gì? Đi về nhà nhanh lên. Nhưng mà tại sao em không được vẽ? Muốn uống trà sữa không? Dạ muốn. Đi về, tí mà anh mang về cho. Dạ. Nhanh. Ê, cái đi. Cái này. Bây giờ có việc cho mọi người này. Bây giờ Việt Thi lấy mấy cái phấn với mấy cái màu này này vào trong kia vẽ nhá. Xong rồi An này lấy mấy cái tấm hình này cầm nhanh lên. Mấy cái tấm hình này. Nhìn hình không thấy có đẹp đẽ gì đâu mà trang trí vậy. Cái này dì nụ gọi là cái tấm hình, những cái bức tranh gọi là siêu thực, hiểu chưa? Mình trẻ con không hiểu được đâu. Này An, dán mấy cái tấm hình này lên. Nhìn mấy kia cũng chết rồi. Cứ làm đi nhá, tôi vào tôi phụ dì nụ này. Nè, dì nụ. Đâu? Con là con bắt tại trận ở đây này. Lúc nãy con rình là hai người này. Trời ơi. Vẽ luôn. Quá lắm nha hai đứa. Trời ơi, một đứa dễ, một đứa dễ. Trời ơi, sao phá quán gì vậy hả? Đâu có đâu gì. Ông Minh Nội làm mà. Ai nha tụi con có gì nụ ơi. Minh Nội, Minh Nội cái gì? Nè, không có được nha, không có được đổ lỗi nha. Lúc nãy nhá, con rình trong kia kìa. Chính mắt con nhìn thấy hai người này đến bôi này. Không được. Không có đâu. Đáng lắm rồi đó. Hai cái đứa này. Dì sẽ giải quyết chuyện này cho tới cùng. Bây giờ cái quán này không còn có chủ. Và ta sẽ là bá chủ ở đây. Nhưng mà anh Winner, đây là quán của dì nụ. Anh mà làm gì là em mấy dì nụ. Ok em mách đi, anh thách em đấy. Tình quá đáng. Trời ơi, nhiều kẹo quá trời, ăn không biết bao giờ mới hết ta. Quăng. Nè. Rồi cái này hỏng rồi. Hỏng rồi. Sao mày? Thôi hỏng hết rồi. Ê! Ông hơi bị quá đáng rồi nha. Đấy, đánh này, đánh. Này đánh đi. Không được, bình tĩnh lại thôi à. Trời. Mạnh miệng lắm. Mạnh miệng lắm. Ờ đúng rồi đó, em làm tiếp đi. Bao nhiêu đồ này? Wow. Này đẹp ha. Anh Winner coi chừng á. Ê. Cẩn thận á, dọn mau lên. Em làm đi, em cứ nói anh cái gì. Làm mau lên, dì nụ về bây giờ. Anh làm đúng là em biết á. Ông bị điên hả Winner? Winner. Mấy người làm nhanh lên. Làm cái gì mà cái gì đây? Trời ơi! Cái đồng hồ cát của tôi!
đầu tiên, mối tình duy nhất tới bây giờ của tôi tặng cái món quà này đó, có biết không hả? Ai? Dạ thưa cô, cái người làm bạn cái đồng hồ này là con. Em là con hả? Dạ. Trời ơi, chị hết nói nổi con rồi. Chị không trị con được nữa. Chị không trị được nữa thì để ba Tùng con trị con. Na 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 dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng.